chào anh em nhé. Hôm nay là ngày 31 tháng 7, ngày cuối tháng 7. Hôm nay có về được một lô đẩy DK Đa Kinh LA400. Dòng này em đã từng giao rất cho rất nhiều anh em. Nếu mà nói về cái độ ổn định, nói về cái độ ổn định thì nói chung là không cái dòng nào mà ổn định hơn được cái dòng này. Chơi gia đình thì quá là bền bỉ và mỹ mãn luôn. Đấy, trước tiên đi vào phần giới thiệu thì em xin nói với cái giá là 3.800.000 bao ship toàn quốc cho anh em chơi nhé. 3.800.000 bao ship toàn quốc. Lô này rất là đẹp. Đây là em mới về lúc chiều nay, chưa vệ sinh thế nào cả mà nó được được như này rồi. Mặt phay nhôm nhé, mặt phay nhôm. Những con đẩy mà mặt phay nhôm là nó đã đắt hơn những con mặt phay sắt rồi. Chưa nói đến cái hãng của DK Đa Kinh này. Đấy, công nghệ của anh em chưa thấy cái hãng nào mà nó lại làm những cái mà tỉ mỉ như cái đến từng chi tiết một như này. Đấy, kể cả là từ cái nắp vỏ cũng in DK. Đấy, tụ này lúc nãy em mở ra qua mấy cái tem nó bong bong lột hết rồi. Đấy, tất cả đây đều dính tem DK hết. Từ cái con le, con này tổng máy của nó là 16 xò nhưng mà nó chạy 12 xò công suất. Đấy, cái mạch này là mạch sản xuất năm 2013, chỉ 12 xò công suất thôi nhưng mà công suất nó đạt chuẩn rất là khỏe, 400W một kênh. Anh em đánh bát 40 thoải mái. Đấy, tí em thử bát 40 cho anh em xem căng ghét luôn. Và đây cũng là cái dòng đẩy, một trong những cái dòng đẩy rất hiếm và sử dụng trong thời gian lâu dài rồi mà các cái con chở này nó vẫn không bị đổi màu đi và chân với các con chở nó không bị han gì cả. Thế thì phải nói là linh kiện với lại cái sự giám sát thi công của cái người anh rất là tỉ mỉ và khắt khe. Những con đẩy bãi mà những cái kể cả những có những làm mạch giống như này nhưng mà không phải của hãng DK thì anh em xem, nếu mà sử dụng được 3-4 năm nó bắt đầu chân các linh kiện nó han gì, nhưng mà cái bọn này thì không han gì tí nào. Mai em vệ sinh đi thì chắc là nó phải mới tầm 90%. Nguồn này là nguồn đồng xịn 100%. Đấy, nó chạy 4 tụ điện áp cao 100V 10.000 mi. Tụ sử dụng hôm nay là cũng tầm khoảng 13-18 và 5 năm rồi. 5 năm rồi mà tụ nó vẫn phẳng như một đường thẳng luôn, không có một con nào xếp sẹo hay là lồi đít gì cả. Đấy, mà là đây nó đánh cho phòng hát đi, đánh cho phòng hát trong cái cường độ cao đó. Anh em mình vừa sử dụng gia đình một ngày vài tiếng thì không ăn thua, không biết đến lúc nào nó mới lồi tụ được. Máy móc zin nguyên bản nhé. Em đã từng giao cho anh em thợ các tỉnh khác rất nhiều những cái dòng rồi, nó lạnh đến nỗi mà em mua lô ở bên Trung Quốc mà em dám chưa thử điện, em dám bán sống cho anh em khác. Trước giờ tỷ lệ là chỉ có 100 con lỗi một con, rất lành. Đây là về em chưa thể vệ sinh này, con này không thèm mở nắp xem mà em cắm điện luôn, lắc không kêu cái gì là cắm điện luôn, chiết áp ngon lành luôn, không sột xoẹt tí nào. Phải nói là cái dòng này nó cực là lành luôn. Đấy, chơi gia đình anh em chơi đẹp nhất là tầm một đôi 40 côn 76 rất căng. Nhà em không có côn 76, em dã hẳn côn 100 vẫn căng đét luôn. Đấy, con đẩy những cái con đẩy mà bình thường ấy, 16 xò ấy, đánh những con BMB 1000 2000 là kiểu gì cũng kiểu ít khi con đẩy nó căng đét được. Nhưng mà riêng cái con này đánh loa nằm ấy căng luôn. Tiếng còn hay đấy.
chơi một đôi loa thôi, anh em đeo tai nghe vào để cảm nhận, anh em test con đẩy này với lại mấy con đẩy khác ấy, cùng một đôi loa, cùng một bản nhạc thôi, nhưng mà cái tiếng bát nghe nó khác hẳn luôn, cùng một con vang số luôn nhé, cái tiếng bát của con đẩy này nó đánh ra khác hẳn, loa phun nó đánh tiếng bát mà đầm như kiểu là loa nằm luôn, nghe rất là phê. Giá là 3.800.000 bao ship toàn quốc nhé. Anh em nào mà mua thì vui lòng cọc giúp em 200.000 tiền cước. Và trước khi mua hàng thì anh em sẽ lên tham khảo giá của tất cả các chỗ khác nhé. Bởi vì cái giá mà em đăng lên ấy là em không bao giờ giảm giá. Anh em nào mà ưng được cái giá đấy, đi tham khảo các chỗ, cảm thấy ưng được cái giá bên em thì liên hệ mua để đỡ anh em mình đỡ mất thời gian nhé. Còn mặc cả 100.000-200.000 thì em không xuống giá đâu. Đấy, 3.800.000 bao ship cho anh em. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Em ship code toàn quốc nhé. Xin chào anh em.